Như các bạn đã biết ở phần đầu, cậu học sinh toàn phần Todoroki không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Sau khi mới nhập học vào trường cao trung Oia, cậu ta đã đập lũ bạn cùng học không trượt miếng nào. Cậu ta tuyên bố sẽ xoán ngôi của thủ lĩnh Murayama nhưng bất thành. Ngược lại còn bị một trận ăn hành ngập mồm. Sau đó, thủ lĩnh Murayama tuyên bố rằng tất cả các trận đánh nhau ở Eastwood sẽ không bao gồm các học sinh toàn phần bên phía Todoroki. Cậu ta tức giận với lời tuyên bố đó. Todoroki cậu ta không nói với các học sinh khác mà thách đấu với thủ lĩnh Murayama một lần nữa. Hai kẻ mạnh nhất trong trường cao trung Oia lại chiến đấu với nhau. Những cú đánh của Todoroki mặc dù rất nhanh và có tốc độ cao, nhưng sau cho cùng, kẻ thua cuộc vẫn là kẻ thua cuộc. Chiến thắng vẫn dành về phía học sinh bán phần của thủ lĩnh Murayama. Và kể từ khi sau trận thua của Todoroki, trường cao trung Oia đã chia làm hai phe. Một bên là bán thời gian của thủ lĩnh Murayama và một đội là toàn thời gian của Todoroki. Và như thế một chân trời câu chuyện mới được bắt đầu ở trung học Oia. Hãy cùng mình tìm hiểu câu chuyện tiếp theo về Eastwood này nhé! Mở đầu bộ phim, nhân vật chính của chúng ta là Fujio bị rất nhiều người truy đuổi. Mấy người bạn của cậu ấy đang thấy bạn thân mình đang gặp hiểm nguy. Họ không thể thấy chết mà không cứu, không cần biết lý do là gì. Hai người họ đuổi theo và tẩn trong một đám người này một trận rồi tính tiếp. Kỹ năng chiến đấu của hai người bọn họ không có gì để bàn cãi. Chỉ trong phút chốc đám người truy đuổi đã bị hạ gục. Sau khi biết được sự thật thì rất sốc. Hóa ra là Fujio ăn trộm chiếc xe đạp của đám người đó nên mới bị đuổi theo. Vậy là hai người bạn đã cứu tên trộm ngu ngốc này. Đúng là thằng bạn trời đánh. Hóa ra tất cả mọi người ở đây đều là bạn thơ ấu của nhau. Mọi người thấy món ngày xưa yêu thích của mình là dưa chuột thì rất thích thú. Mọi người đến đây để dự tang lễ cho người bà của mình. Nhưng có một người không có mặt, đó chính là cậu Arata. Ở quá khứ bọn họ cùng chơi đùa với nhau. Vì cha mẹ của bọn chúng bận rộn đi làm đến khuya, nên khi đi học về thường đến cửa hàng của bà xã ra để trông nom. Nhìn thấy những người bạn khác được bố mẹ mình đón sớm với ánh mắt đầy tuyệt vọng, bà hàng ngày dặn dò lũ trẻ đừng cảm thấy buồn vì điều đó và hãy sống cuộc đời giống như mình mong ước và luôn là chính mình. Một ký ức thật là đẹp đẽ đối với mỗi người bọn họ. Thấy bạn của mình là một học sinh gương mẫu ở trường Sutoku, nhân vật chính Fujio của chúng ta cũng rất muốn đến trường đến lớp. Cậu tuyên bố nhất định phải vào bằng được trường cao trung Oia để bằng bạn bằng bè. Rất nhanh, Fujio đã nhập học vào trường Oia. Người bạn Tsukasa thấy cậu đến nhập học thì rất phấn chấn và vui mừng. Vì trước mắt sẽ có một cuộc chiến với phe Yasukiro. Nghe lời nói người bạn của mình rằng hiện trường cao trung Oia đang rơi vào cảnh chiến tranh toàn diện, ở đây đến nỗi thở cũng còn khó. Fujio nghe thấy những lời nói đó càng trở nên thích thú. Vì cậu đánh nhau nên đã bị đuổi học ở hai trường khác nên vào trường này là một thiên đường với cậu ấy. Rất nhanh mọi người đã đến nơi thách đấu với phe Yasukiro. Tsukasa tuyên bố từ hôm nay thủ lĩnh của các người sẽ đổi sang cho Fujio. Mọi người có vẻ không phục. Ngay sau đó là một mình Fujio cân tất cả. Với những cú đánh nhanh như chớp của mình, dường như lũ đàn em sơ cấp ở phe bên kia không ai là đối thủ. Ngược lại còn bị ăn những cú đấm đau đớn. Fujio đường đường chính chính mới chuyển đến ngày đầu tiên đã trở thành người cầm đầu của một phe trong trường. Tiếp theo là cậu cùng đám bạn của mình đi đến địa bàn của Todoroki. Vì trận chiến với thủ lĩnh bán phần Murayama lần trước nên anh ta đã bị chấn thương một bên mắt. Lời đề nghị của Fujio là muốn giao chiến với anh và trở thành thủ lĩnh của hội học toàn phần. Todoroki không nói lời nào liền cho Fujio một cước. Nhưng cú đạp này quá nhẹ nhàng so với Fujio, nên đã hẹn và đến khi Todoroki khỏe hơn thì sẽ đường đường chính chính giành ngôi thủ lĩnh của hội học toàn phần. Vào một hôm, Fujio phát hiện những học sinh khác đang buôn bán một thứ bí mật gì đó. Khi Tsukasa xác nhận và nhìn kỹ món đồ đó thì phát hiện đó là một loại mai túy tên là Red Zoom. Bằng kỹ năng nghiệp vụ nghe lén xuất sắc của mình thì thủ lĩnh Murayama đã biết điều đó. Trong khi mọi người đang bàn bạc về chất cấm đã quay trở lại trường học và tìm cách ngăn chặn, thì thủ lĩnh Murayama giãy nảy lên. Vì sợ thủ lĩnh của mình chết đói nên đàn em đã giới thiệu Murayama đến phụ hồ cho công trình của nhà cậu ấy. Hai anh em ở đầu bộ phim đá tung chiếc xe đạp lên không trung cũng làm việc ở đây. Bọn họ phát hiện ra người bạn Arata của mình đang buôn bán một thứ gì đó. Nhìn kỹ mới biết đó chính là chất cấm Red Zoom. Mọi người biết chuyện không ngừng lo lắng cho người bạn Arata thời thơ ấu của mình. Trong thời gian đó, một anh chàng đẹp trai ngầu lời đã tấn công vào một xào huyệt của hội buôn bán chất cấm và karaoke thay vị. Vì anh được biết người em gái của mình bị lôi kéo vào con đường tệ nạn đó. Rất nhanh anh dùng những cú đấm của mình giải cứu được cô em gái thành công. Để giải quyết vấn đề về chất cấm Red Zoom, thủ lĩnh Murayama đã tập hợp tất cả các phe phái trong trường. Trong mắt cậu Fujio thì thủ lĩnh Murayama giống như là một idol. Khi tất cả các phe phái được tập hợp đầy đủ, thủ lĩnh Murayama tuyên bố cấm buôn bán chất cấm Red Zoom ở trung học Oia. Nếu ai còn vi phạm sẽ giết kẻ đó. Trong mắt của thủ lĩnh Murayama, cậu học sinh Fujio mới đến đây không được bao lâu mà đã được sự tôn trọng của rất nhiều người. Murayama lặng lẽ đến gần chỗ Todoroki và nói:
hắn ta có những thứ mà Todoroki không có. Cho dù Todoroki là kẻ mạnh nhất trong trường này thì không phải ai cũng theo cậu ta. Fujio cũng vội chạy đến thủ lĩnh Murayama, đề nghị một trận thách đấu khi mình giành được ngôi vị thủ lĩnh của hội học toàn phần. Murayama không nói lời nào, lếu lều một cái rồi rời đi. Tương tự với trường cao trung Oia, chất cấm Red Zoom cũng đã xâm nhập vào trường Hausen. Thủ lĩnh của ngôi trường này chính là Sachio, người thân thủ phi phạm mà giải cứu em gái Diễm Mi đi chơi đầu vào buổi tối hôm qua. Bọn họ vẫn chưa biết chất cấm này từ đâu lại xuất hiện và sẽ không để cho bất cứ ai dám coi thường mà bán chất cấm tại khu này. Vào một hôm, khi thủ lĩnh Sachio của trường Hausen đang hóng gió trên đỉnh công viên, thì cậu thấy một cảnh tượng trước mắt là một cậu thanh niên ấm áp đang đỡ một cụ già khi sắp ngã. Hóa ra đó chính là cậu Fujio của cao trung Oia. Thấy Fujio trước mắt là một học sinh ngoan và ấm áp như vậy, Sachio cho anh băng keo và mua nước để tặng Fujio. Kể từ khi đó hai người quen biết nhau. Họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau cả một buổi chiều hôm đó. Fujio còn đặt biệt danh cho Sachio là Sachi. Tuy anh nói không thích cái tên đó, nhưng trong thâm tâm anh có vẻ là rất vui. Về bên phía xảo huyệt của lũ cặn bã buôn bán chất cấm, bọn chúng được gọi là Kitra. Cậu thanh niên Arata cũng buôn bán chất cấm thuê cho lũ cặn bã này. Gia cầm đầu buôn Mai Thúy rất tức giận khi cô gái buôn bán trong hội được thủ lĩnh của Hausen cứu thoát. Thế là một thằng cặn bã đánh một thằng cặn bã bán sống bán chết. Không biết vì lý do gì, vào chính buổi tối hôm đó, cậu học sinh Yasuchi bên phía học toàn phần trường cao trung Oia bị đám người mặc đồng phục bên trường Hausen công kích đánh một trận no đòn. Ngược lại, người ở phía bên trường Hausen thì bị một đám người bịt mặt mang đồng phục giống với trường cao trung Oia công kích lại. Vì người mặc đồng phục của cao trung Oia quá đông nên phía Hausen không thể phản kháng lại. Một cậu thanh niên trong hội cô tháo lớp bịt mặt của đối phương ra. Tiếp theo sau đó đã bị nhiều gậy chí mạng khiến anh ta bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo vào ngày hôm sau, bên phía trường Oia mọi người rất tức giận. Đồng thời lúc đó, họ cũng nhận được một lá thư thách đấu sinh tử từ phía trường Hausen. Điều này chính là một sự sỉ nhục băng đảng của Oia. Fujio tuyên bố sẽ khô máu với trường Hausen. Hiện tại ở bên phía trường Hausen, nỗi căm phẫn cũng không kém là bao. Một người trong nhóm bọn họ đã bị trường cao trung Oia đập đến nỗi vỡ đầu. Thủ lĩnh Sachio rất ngắn gọn và dịu dàng tuyên bố. Buổi tối hôm đó, Fujio tìm đến Todoroki nhờ sự giúp đỡ. Vì băng của mình mới thành lập nên vẫn thiếu người. Cậu Fujio giờ này vẫn chưa biết bên phía trường Hausen mạnh cỡ nào. Nhưng khi nhìn vào các thành viên trong nhóm ai nấy cũng sợ hãi, nên trận này anh nghĩ cũng không dễ sơi. Vì đó cậu đã đến tìm sự giúp đỡ bên phía băng của Todoroki. Mặc dù không ưa gì nhau, nhưng động đến trường cao trung Oia thì máu chó của Todoroki lại nổi lên tưng bừng. Vào ngày hôm sau, rất nhanh phía trường Hausen đồng đồng khí thế, đúng khí chất của những con quỷ chọc đầu. Bên phía Fujio nhờ có sự giúp đỡ từ băng của Todoroki, khí thế chiến đấu cũng tăng lên đáng kể. Lần này hai người cầm đầu trận đấu lại va phải ánh mắt của nhau một lần nữa. Hai người trước đây trò chuyện vui vẻ ở trên đỉnh núi, nhưng giờ đây lại nói chuyện với nhau bằng một trận đấu sinh tử. Đúng là một cuộc gặp trớ trêu. Hai trường học lao vào cắn xé nhau. Hai trường học côn đồ giải quyết với nhau bằng bạo lực, bằng máu và những cú đấm. Bên phía Hausen dùng đầu chọc để húc tung đối thủ. Thủ lĩnh Hausen lạnh lùng đấm cho mấy tên to tay của cao trung Oia không trượt phát nào. Todoroki cũng không kém cạnh. Biệt danh của anh không sợ trời cũng chẳng sợ đất cơ mà, sợ gì mấy thằng đầu chọc này. Còn Fujio, thủ lĩnh tương lai của chúng ta, anh cũng gặp một kẻ khá mạnh bên phía Hausen. Đáp trả nhau bằng những cú đấm thần thánh, những cú xoay vòng đẹp tuyệt vời. Cuộc chiến giờ đây đã lâm vào cảnh không có hồi kết. Họ sẽ phải giải quyết bằng sự chiến thắng của thủ lĩnh mình. Trong lúc hai người mạnh nhất lao vào nhau, thì thủ lĩnh Murayama cưỡi chiếc siêu xe quen thuộc của mình lao đến. Mọi người cứ tưởng thủ lĩnh Murayama đến giúp trong cuộc chiến đấu lần này. Fujio cũng tuyên bố là sẽ không cần hội học bán phần đến giúp. Nhưng thủ lĩnh Murayama nói với mọi người rằng cuộc chiến này không có ích gì, mọi người đều bị lũ cặn bã bán chất cấm Red Zoom chơi khăm. Bọn chúng đã âm thầm cử người sắp xếp trận chiến này nhằm tiêu diệt những kẻ cản đường bọn chúng bán thuốc. Hóa ra tất cả đều là hiểu lầm. Hai thủ lĩnh rời khỏi chiến trường trong sự vui vẻ. Đúng là không đánh nhau không quen biết. Năm người bạn ngày nào giờ đây lại hội tụ, nhưng lúc nào cũng thiếu vắng một người bạn tên là Arata. Hóa ra mẹ của anh ấy đã nằm viện khá lâu vì mắc bệnh ung thư, viện phí phải trả rất cao. Chính vì điều đó Arata rất cần đến nhiều tiền, cho dù có bị vùi dập hay làm bất kể những thứ gì. Tiền đối với cậu ấy bây giờ là quan trọng nhất, để mẹ cậu ấy có thể sống thêm nhiều ngày hơn nữa. Chính vì nghe những lời nói đó, Fujio sẽ nhất định phải đưa Arata quay trở lại con đường chính nghĩa. Mọi người lên đường chuẩn bị hành động. Giờ đây họ sẽ tấn công thẳng vào xào huyệt của lũ cặn bã buôn bán chất cấm, san bằng xào huyệt bọn chúng và đưa người bạn Arata quay về. Nhanh chóng họ đã đến trước cổng,
Nhưng bất ngờ một điều là thủ lĩnh trường Hao Sen cũng đến đây để chiến đấu cùng Fujio. Hai thủ lĩnh lấy nắm đấm đặt lên chim nhau để phát cơm chó cho các hủ. Sắp đánh nhau rồi mà còn thả thính. Nhóm cặn bã phía Kitra biết chuyện cũng hổ báo xông ra giống như lũ sâu bọ. Một cuộc chiến lại diễn ra một lần nữa. Cuộc chiến này chính thức giành lại hòa bình cho khu vực Eastwood một lần nữa, nhằm xóa bỏ tất cả những bọn cặn bã của xã hội. Bên phía Kitra cũng đáp trả mạnh mẽ, nhưng với khí thế tấn công ồ ạt của hai băng đảng, lũ cặn bã đã mất thế phòng thủ ở trên các lầu. Bên kia, lũ người của đám cặn bã đã đến để yểm trợ. Bọn chúng là mấy thằng đánh thuê từ dưới đáy xã hội mà đi lên ở phần 4. Nhưng đâu dễ dàng được như thế. Thủ lĩnh Murayama lại cưỡi siêu xe đến và chào điệu chào quen thuộc. Một trận chiến thảm khốc với lũ từ dưới đáy xã hội mà đi lên phải hứng chịu. Ở bên trong sau một hồi lâu chiến đấu để tìm người bạn của mình, Fujio cuối cùng cũng đã tìm được Arata. Trong ánh mắt của cậu thấy Arata đang nhặt tiền. Đối với những người khác đồng tiền này là bẩn thỉu, nhưng đối với anh bây giờ chỉ cần tiền, vì sự sống của mẹ anh ấy có thể đánh đổi tất cả, bao gồm cả mạng sống của anh ấy. Nhưng những việc làm này dù sao cũng là sai trái. Và cuối cùng trước tấm chân tình của những người bạn của mình, Arata cậu không còn cách nào khác là phải quay đầu. Fujio vội vàng bước ra bên ngoài và chia sẻ niềm chiến thắng cho Sachio, một sự chiến thắng toàn là máu và tình anh em vào sinh ra tử. Tất cả mọi người trong nhóm thời thơ ấu lại một lần nữa tới cửa hàng năm xưa của bà Saza. Lần này họ đã hội tụ đông đủ, mọi người đều góp tiền để chữa bệnh cho mẹ của Arata. Đúng là bọn họ có một tình bạn thật đẹp từ quá khứ và cho đến tận bây giờ phải không nào? Và cuối phim khép lại một cảnh khép mở, đó là cuộc giao chiến của thủ lĩnh Sachio và Fujio. Cảnh này cũng hé lộ phần tiếp theo rất hấp dẫn. Các bạn có thể xem phần tiếp theo tại rạp vào tháng 9 tới, hoặc đăng ký kênh của mình để cập nhật những phần tiếp theo hay nhất của bộ phim này nhé. Hẹn gặp lại!